Những giai điệu thân quen lôi cuốn này hẳn không xa lạ gì với nhiều người mộ điệu trên toàn thế giới. Gareth Whisper chính thức phát hành năm 1984. Tiếng kèn saxophone quá ấn tượng cùng giọng hát mượt mà của George Michael nhanh chóng gây sự chú ý trong lòng công chúng. Với đôi mắt xanh hút hồn cùng vẻ quyến rũ nam tính, anh mau chóng chiếm được trái tim người hâm mộ. Ca khúc vươn lên hạng nhất ở 25 quốc gia, đưa tên tuổi George Michael tỏa sáng hơn bao giờ hết. Bài hát mở đầu bằng những lời ca rung dị. Anh cảm thấy không chắc chắn khi nắm lấy tay em và dắt em ra sàn khiêu vũ. Khi âm nhạc tắt đi, có điều gì đó trong mắt em gợi lên tấm màn bạc trong tâm trí, và tất cả chúng là một cái kết buồn. Những ca khúc bất hủ có sức sống vượt thời gian trên thế giới nhiều vô kể, tuy nhiên có điều làm nên sự khác biệt của Gareth Whisper đối với nhiều người Âu Mỹ. Đây được coi là ca khúc ái tình đã đưa đến sự ra đời của hàng triệu đứa bé. Giai đoạn ca khúc mới ra đời quả thực là một cú hit lớn. Bạn có thể nghe chúng bật ở nhiều nơi, ban đêm cũng như ban ngày. Nhiều cặp đôi trong giai đoạn ấy đã thừa nhận, giai điệu và lời bài hát lôi cuốn của ca khúc đã tiếp lửa yêu đương cho các cặp đôi. Say mê và bỏng cháy đến độ thôi thúc họ ân ái, và kết quả là nhiều đứa bé đã được thụ thai trên nền nhạc ấy. Một thống kê cũng cho thấy trong giai đoạn năm 1985 có một sự tăng nhẹ những đứa bé được ra đời với những cái tên George và Michael, xuất phát từ sự yêu thích của các cặp đôi bố mẹ đối với bài hát và ca sĩ. Những cảm xúc phấn khích tích cực có ảnh hưởng đáng kể đến sự ân ái và tăng các ca sinh đã được ghi nhận trong nhiều trường hợp. Thống kê cho thấy năm 2006, nước Đức đăng cai World Cup và đã có thành tích thi đấu tốt khiến cho tỷ lệ sinh của nước này tăng hơn 10%. Vào năm 2002, việc đội tuyển Anh cùng các đồng đội lọt vào tứ kết World Cup mang thêm 2.000 đứa trẻ đến với nước Anh. Còn trong năm 2018, số trẻ em được ra đời do cảm hứng từ thành tích khả quan của đội tuyển Anh, ước tính lên tới 5.000 bé. Âm nhạc có tác động lớn đến cảm xúc và hành vi của con người, như ca khúc Gareth Whisper nêu trên cũng không phải hiếm. Có một ca khúc mang tên Gloomy Sunday, được mệnh danh là ca khúc đã gây ra nhiều cái chết do ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người nghe, khiến họ tự sát. Vào một buổi chiều cuối năm 1932 tại thủ đô Paris, Pháp, trong không khí nặng nề u ám lạnh lẽo của một chiều mưa, nhạc sĩ dương cầm Resto Serret đang ngồi chơi đàn bên cửa sổ. Chính ngoại cảnh u buồn ấy đã gợi nên cảm hứng để những giai điệu đầu tiên cho một bản nhạc mới dần xuất hiện trong đầu ông, và chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, tác phẩm ấy đã ra đời, đó chính là bản nhạc Gloomy Sunday. Bản nhạc này thể hiện tâm trạng đau khổ tuyệt vọng của người đàn ông thất tình, ngồi một mình, nghe mưa rơi, đợi chờ khôn nguôi một tình yêu đích thực. Đây cũng chính là tâm trạng của Resto trong những ngày tháng ấy. Anh đã dành trọn tình yêu cho một người phụ nữ nhưng cô đã cự tuyệt anh. Resto luôn tuân thờ và hy vọng vào tình yêu này. Bởi vậy khi bị từ chối, anh vô cùng khổ đau và choáng váng. Trong nỗi thất vọng, anh đã đặt bút viết nên bản nhạc sầu thảm nhất trong cuộc đời mình. Bản nhạc này đủ hay để các hãng thu âm thời bấy giờ có thể nhận lời phát hành đĩa, nhưng không một hãng nào đồng ý vì nghe nhạc và lời quá buồn thảm rợn người. Phải mất vài tháng sau, Resto mới tìm được một hãng băng đĩa ký hợp đồng mua bản nhạc này, in đĩa và phát hành tại nhiều thành phố lớn trên thế giới. Kể từ đó, bản nhạc ma quái bắt đầu gieo rắc tội ác, mang lưỡi hái của thần chết tới nhiều người. Ngôn từ và giai điệu thê lương ảo não đến rợn người của ca khúc đã khiến cho nhiều người rơi vào tâm trạng chán chường tuyệt vọng và tìm đến cái chết. Người ta thống kê được nhiều trường hợp tự sát có liên hệ rõ ràng đối với bài hát. Chính tác giả của ca khúc cũng đã tự tử vào năm 1968. Đã có thời cơ quan truyền thông Anh phải ban hành lệnh cấm đặc biệt đối với bản nhạc này.